tục ra đồng với anh em mấy khách của mình nha các bạn. Hôm nay mở đồng ở Bến Nhất, dòng Ghiền, Kiên Giang nha các bạn. Thì cái đồng này thì nói chung là máy cắt quanh năm nha các bạn. Hầu như là không biết vụ mùa nào như thế nào luôn các bạn ơi. Tại vì vừa xong cái là làm đất, vừa xong cái là làm đất xạ, vừa xong cái là làm đất xạ. Ai làm trước thì xạ trước, ai làm sau thì xạ sau nha. Còn cái nhạc đồng này thì ngày hôm nay cùng gỗ lên là máy cắt về rất là nhiều. Ở đây một chiếc, có ở trên đó cũng khá là nhiều máy luôn nè các bạn. Bên đây cũng có nhiều nữa nè. Bên đó là cái lộ xe, lộ xe đi lên Gạch Giá nè các bạn. Rồi tiếp tục đến với máy 1 tháng 5 của mình nha. Hôm nay cắt lúa sập nha các bạn. Lúa đây OM18. Máy bên kia cũng OM18 với 5451 là chủ yếu. Thì OM18 ở đây thì lái nó cân là 6.400 nha, mua lại ruộng. Đêm á các bạn nó sập nên máy mình vô đây cắt hạ cái hàm nó không có sát, do vậy là lúa bị sót lại rất là nhiều. Này là anh em mình cố gắng móc dữ lắm, nó móc rồi nè các bạn, đất ở đây nó dẻo lắm, rất là khó cắt nữa. Dưới đây nó dễ bị lúng lắm, nên máy xuống đây nó hay bên cái sườn lên đó các bạn. Không biết là phải không, nó đảo gì đó. Quá lúng nè, nhão quá nhão, dẻo quá dẻo luôn.
dữ rồi. Đường vậy nè các bạn, quá lầy. Lúa bay lên nắp ngòi hết rồi. Không có lúa gì hết rồi. Đã hốc thuốc các bạn. Trời cũng không có nóng lắm nha các bạn, mát mát. Mấy anh cậu lúa nhìn hai anh hướng lúa trầm trầu luôn à. Rồi đợi nhiều rồi mới bay xuống nha các bạn, vẫn còn nhớ nhiệm vụ.